Và như vậy thì... Chết rồi anh Kha ơi, máy em đang sạc tự dưng nó hiện như này là sao? Thôi chết rồi, rút sạc ra ngay. Một khi mà đã xuất hiện thông báo này thì các bạn hãy ngưng sạc iPhone nha. Đây là tính năng Charge in on hold vừa mới được cập nhật trên phiên bản iOS 16. Tính năng này sẽ tự động ngắt sạc khi phát hiện thiết bị iPhone của chúng ta quá nhiệt. Khi xuất hiện thông báo này, các bạn phải ngưng sử dụng iPhone ngay lập tức. Sau đó thực hiện các biện pháp sau đây để làm giảm nhiệt độ của máy. Đầu tiên, chắc chắn rồi, phải rút sạc ra. Sau đó tháo ốp lưng nếu như có để nhiệt độ giảm xuống nhanh hơn. Đây là một trong những nguyên nhân gây cản trở tản nhiệt của máy. Nếu như đang sạc thiết bị ở trời nắng nóng, cần phải mang vào mát ngay. Tiếp theo là giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, đưa về chế độ máy bay và tắt những ứng dụng gây tốn nhiều năng lượng. Và đó là những biện pháp giúp cho chiếc iPhone của chúng ta nguội nhanh hơn. Sau đó, hãy sử dụng bình thường nhé.